nghệ hiện đại, đèn led hiện đại như bây giờ, như chiếc Winner hay là chiếc E355 nữa, mà bây giờ mình sẽ review một chiếc xe hai thì Côn Tay đã từng đi vào huyền thoại của cái chơi xe Việt Nam những năm 2000 nha anh em. Đó chính là chiếc xe Suzuki RGV120, hay còn gọi được là chiếc Sushibo nha anh em. Đây là chiếc xe Suzuki RGV120 hay còn gọi là Bo 20, đã từng khiến anh em chơi xe ở Việt Nam những năm 2000 đã từng rất là hẹp khác. Tính đến thời điểm này, chiếc xe này đang có giá trị rất là cao. Chiếc xe này đang có giá trị khoảng gần 200 triệu đồng nha anh em. Đầu đèn được thiết kế hơi vuông vuông ngang em. Còn bóng đèn thì được trang bị là đèn sợi đốt, tại vì ngày xưa đâu có đèn led như bây giờ đâu. Cái dòng RGV120 thì cái màu đỏ trắng là cái màu được ưa chuộng nhất, cũng được coi là cái màu huyền thoại nha anh em. Thì đa số là anh em chơi xe đều chọn cái màu đỏ trắng này vì nó đẹp hơn so với những cái màu khác. Nói về cái phần bánh xe thì cái phanh trước phanh sau đều được là sử dụng phanh đĩa sử dụng hai bít tông của Nissan nha anh em. Còn cái lốp thì được trang bị 70-90, cái lốp 17 inch nha anh em. Nói về cái phần thiết kế bằng xe thì Suzuki thiết kế cái phần bằng xe, chiếc xe này là thiết kế rời nha anh em. Nó khác so với bây giờ là bây giờ nó thường cái thiết kế cái bựng là liền. Còn cái ngày xưa thì người ta thiết kế rồi chứ không có như bây giờ. Nó làm theo hình cánh én chứ không có làm như nguyên khối như bây giờ nha anh em. Bây giờ mình sẽ mở phần cốp xe lên và review cái cốp xe cho anh em xem thử nha. Cái cốp xe thiết kế dạng cốp xe ngày xưa không có gì đặc biệt hết á. Đây là cái xe rất là nhỏ, hầu như là không có đựng được cái gì hết, mình chỉ đựng được một số giấy tờ nhỏ thôi. Cái bình đựng nhất nha anh em, cho đây là chiếc xe 2 thì nó sẽ pha xăng vào nhất để nó hoạt động. Thường là một cái bình nhất sẽ được chạy được cái ba cái bình xăng nha anh em. Thường những con Suzuki GRV120 này tiêu tốn nhiên liệu là từ 4-5 lít trên 100 cây số nha anh em, rất là tiêu hao nhiên liệu luôn. Bởi vậy thường những anh em nào có điều kiện mình mới có thể dám chơi chiếc xe như thế này. Về cái phần thiết kế đuôi xe thì được thiết kế bo tròn nha anh em, theo phong cách những năm 99-2000 hồi đó. Nó cũng không có gì đặc sắc. Đèn hậu và đèn nhan được tích hợp chung luôn. Nó khác so với thiết kế bây giờ, thiết kế bo tròn nha anh em. Khác với những chiếc xe số Côn Tay bây giờ, nó được thiết kế vút gọn và cá tính thể thao, thì chiếc xe này được thiết kế là dạng bo tròn luôn nha anh em. Đây là kiểu thịnh hành những năm hồi đó, bởi vậy nó không có thiết kế giống như bây giờ. Còn đồng hồ thì được trang bị đồng hồ cơ, được trang bị đa ba đồng hồ trên mặt đồng hồ nha anh em. Đồng hồ tô máy nè, đồng hồ nhiên liệu nè, còn đồng hồ tốc độ nha. Hiển thị ba đồng hồ. Về cái phần bô, chiếc xe này được thiết kế làm hai phần nha anh em. Đây là cái phần bục bô, còn đây là cái phần long bô nha. Được thiết kế rất là vút dài và thể thao, nhìn rất là đẹp. Nhiều anh em còn muốn đổ chiếc con bô của mình lên giống cái bô xuống xì bô này nào. Nhìn rất là thể thao và đẹp luôn. Chút nữa mình sẽ test cái tiếng bô con này cho anh em nghe thử. Còn cái động cơ thì mình không có khởi động bằng động cơ điện, mình phải đạp nó mới lên nha anh em. Bây giờ mình sẽ test tiếng bô cho anh em nghe thử nha.
tạch kia rất là sướng nha anh em. Nó nổ rất là giòn và tan luôn nha. Còn cái người ta thường nói là trăm ngàn tiếng nói không bằng làn khói xì bô là vậy đó. Đây là xe hai thì sử dụng động cơ xăng pha nhớt nên mỗi lần mà xe này nó chạy cái làn khói trắng nó nhả ra, biết bao nhiêu anh em mê xe thấy thèm thuồng nha anh em. Từ nhỏ mình thấy ai chạy những chiếc xe này mình rất là hâm mộ vì cảm thấy rất là cá tính và phong cách. Còn cái làn khói của chiếc xe này thì nó rất là thơm, bởi vậy nó còn cái lâu cái kỷ niệm và cái ấn tượng trong cái đầu mình rất là nhiều. Bởi vậy đứng được mệnh danh là những chiếc xe huyền thoại của anh em nào mê chiếc dòng xe con tay hai thì ngày xưa nha anh em. Nói về phần động cơ thì chiếc xe này được trang bị động cơ 120 phân khối, hộp số 6 cấp, hai thì. Cái tốc độ là mã lực là 15,5 mã lực và cái moment xoắn cực đại là 14,7 Nm nha anh em. Vì thế nó đề ba và lên ga rất là nhanh và giòn, như thằng như Winner và E55 không có cửa so với chiếc xe này đâu nha anh em. Chiếc xe này được trang bị hộp số 6 cấp nhưng mà nó được làm mát bằng không khí nha anh em. Nó không có được làm mát bằng dung dịch so với những chiếc xe hiện đại như bây giờ. Chỉ được làm mát bằng không khí thôi. Cái này kia nước sơn nó còn nguyên thôi nha anh em. Còn máy móc là cũng còn nguyên luôn. Bởi vậy nó chạy rất là phê và ngon. Còn về cái phần cần số thì có gì đặc biệt nha anh em. Nó cũng là cái dạng thiết kế giống những chiếc quay bình thường thôi. Không có gì đặc biệt hết. Chiếc xe Suzuki RV120 này giờ đã ngừng sản xuất thì nó rất là lâu rồi nha anh em. Tại vì nó không có đảm bảo tiêu chuẩn khí thải so với cái tiêu chuẩn ở Việt Nam mình. Chiếc xe này là nước sơn còn nguyên và máy móc còn nguyên, bởi vậy nó được coi là hàng hiếm nha anh em. Giấy tờ đầy đủ, hải quan chính ngạch đầy đủ nên bây giờ mà tìm được những chiếc xe như vậy thì nó rất là hiếm và nó rất là có giá trị. Tại vì nó đã ngừng sản xuất rồi, để tìm được những chiếc xe như vậy rất là khó. Clip review chiếc Co20 của mình đến đây là kết thúc. Nếu anh em nào mà đam mê dòng xe con tay hai thì hãy cho mình một đăng ký, một like và bấm vô cái chuông để theo dõi mình ra tiếp những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào.